nơi chơi ngay việc kia lên ra tôi nói cái này cho bà con nghe nè, tôi có lấy khẩu trang lại không 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 nè. đồ này đồ ăn này vô cho bà con ở trong làng nè, hôm qua phát ở làng Tòn, bữa nay đi phát ở bên làng Nam Di. Đó, cái này là bánh mì với cơm hộp, còn đây là cơm hộp này là của bên quán cơm Thiện Duyên, mỗi ngày cho 50 hộp. Còn bánh mì này là của bên cà phê Phố Núi, cho mỗi ngày 100 ổ, nên mà cho trong 5 ngày thôi, bữa nay nữa là ngày thứ hai nè, còn 3 ngày nữa. Còn trứng chiên là của nhà trọ Vĩnh Phước, trứng chiên của nhà trọ Vĩnh Phước là để bổ sung thôi, bổ sung vô trong bánh mì với cơm. Còn cái này là khẩu trang của Yến Sào Mai Duy Tệ, cái này là khẩu trang lớn, màu xanh là khẩu trang lớn, còn màu đỏ này nè, màu hường là khẩu trang nhỏ. Bữa hổm tôi đi mua tôi không biết tôi dến ba cái khẩu trang lớn không, thành thử ra tới mấy đứa nhỏ nó đeo vô nó lòng thòng thôi. Để về nha bà con, cái thời buổi khó khăn như thế này á, những bà con mà trước đây khá giả đó, cũng trở thành nghèo rồi. Mấy bà con mà khá giả có nghĩa là những người mà người ta có con cái, người ta đi làm việc ở trên Bình Dương đó, người ta có tiền, nhưng mà bây giờ người ta cũng rớt xuống thuộc hộ nghèo luôn rồi, không có ăn luôn. Tại vì mấy đứa con nó đi làm công nhân rồi nó gửi con cho cha mẹ ở dưới quê nuôi đó, thì mỗi tháng nó gửi về 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó để nuôi con đó. Mà bây giờ tụi nó cả tháng nay là tụi nó bị dịch bệnh Covid rồi, đâu có việc làm, có nhiều đứa nó còn bị nằm ở trong cái khu cách ly đó, tiền đủ thứ tiền hết rồi, bây giờ rồi làm sao mà rồi tụi nó không có công ăn việc làm, thất nghiệp nữa đó, tụi nó đâu có tiền để gửi về cho bà con đâu à, cho cha mẹ đâu à. Mà này bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Cái này là chợ chợ Nam Di, bà con cũng đông quá nè. Mở nè. Nơi chơi ngay về kia. Lên ra. Tôi nói cái này cho bà con nghe nè, tôi có lấy khẩu trang lại không 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 nè, nhóm miền vô mà bọn ôn nam toàn miền vô mẹ mùi nát vẹ châu hồi châu tờ vô bài hay vô đồng băng nắng mẹ vô mà đòn nát, nghe chưa? Một người đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ đó có cái nè, mấy đứa nhỏ cái khẩu trang đây nè, hiệp chúa hiệp chúa. Hãy mau bị khỏi cái ấy, hãy mau cho một cái máy. Ê, ơi miên làm đáp thấp thì hiệp chúa bằng cái này á, shop shop cái này là của con nít ở Khmer nè, cái này á là của người lớn. Bữa nay á, bữa nay tôi phát cho cho nâng cái trong phim vậy là hai tên
Bữa nay tôi phát cho mọi người cái, nghe không? Lấy cái này trước đeo vô vậy nè, rồi mới đi lấy cơm hoặc là lấy bánh mì. Đó, lần sau tôi vô tôi phát nữa đó, mà không có cái này là tôi không có cho. Không có đeo gì là tôi không có cho. Hả? Bây giờ á, bây giờ hai đứa nhỏ này lên lấy cái này đeo vô. Nè nè, ta vô nếp bé nè. Vô là tôi chứ. Nó không mấy vô cái thật khăn nè. À không nè. Thôi, lần mà đón nè bạn ơi. Không mấy vô bé chút. Vô mẹ muôi. Lấy một đứa một cái thôi con nít. Này lấy một đứa. Rồi vô thôi ấy. Vô à nó ngủi à nó nôn mà ngay với vô toàn ban tiết. Rồi. Tay tiết. Vô ai nè. Nhung nè. Ô nè. Rồi. Rồi à, con nít á. Mà nữ thông chôn mà khang. Mình nữ thông chôn một kháng. Mấy anh chôn một kháng. Nè. Ta. Nè. Sẽ đạp dây. Nè. À lấy không mấy. Bây giờ nè. Nghe nè. Mấy đứa nít nó có cái này rồi nè. Lên lấy từng đứa, mỗi đứa lên. Lên từng đứa thôi, hãy lại muốn mà nè. Nè. Hãy ta vô bay vô hay cầu vô làm băng hay vô. Ê, bay vô cầu vô làm băng á, admin vô phi mốc ấy. Vô bay vô. Vô phi nè hả? Lên từng đứa thôi. Lăng phi nè em đó. Đó. Nè. Lớt khỏi á. Tạc nhiều máu á. Át miên tẹp mắt. Nhiều át áo yên á. À nam miên tẹp mắt. Và nhiều áo. À lấy nâng nhiều áo mắt. Nó. À lấy nhiều miên mắt. Nhiều áo. Phần tay lớt khỏi. Nhiều át miên mắt đi. Thôi bữa ăn miên, bữa mau vô ăn miên má. Nhưng ăn áo vậy, nhưng phải hai. Lần này á, tôi đem khẩu trang tới cho. À, mà lần sau mà tôi vô mà không có khẩu trang là tôi không có phát cho nha. Đôi ta khí nha thế đấy. Môi mẹ. À, bài xin băng ấy nè. À lấy nè. Nè nam toàn miền ma vô mắt khá nè. Mùi mẹ. Cũng ma chết vậy. Từ từ một người thôi. Ê, ôi thôi mới ai thư. Không ấy đến chủ ở dây chiên mà đương thổng. Ta cho hiệp chua ta cũng cùng bao u chăng. Khiếm nó khiếm áo khiếm tha thủ chăng ta khiếm đã ở cái mớ ở vị bán cái khơi cái phép khiếm bán áo khiếm tính mà hỏi bọn bồn nè. Vậy á. Ôi, cái áo những cái áo chô mà nè đoàn mùi. Bữa áo bái xìm tăng. Yeah. Nè. Vô trong bài trong phăng. Bài vô đó. Đó. Nâng à. Ông không đeo khẩu trang vô, đã nói rồi. Nè ta vô mà mùi tục á. Lăng mà đông nè, phi nè, ba nè, cùng lăng chết đi. Dạ, trong băng trong bay bay nơi đã
mình nẹo muối ấy nữa. À. Rồi bị nào chân vô ấy vô đây. Thấy cái chân vô bị tố vô đây. À. Hồi tên này nên hô bế. Nè. Vô mặt luôn. Nè nè nè. Nè. Anh phải anh phải lại đó. Ta lướt khỏi anh mau vô vặn thầy ọt phẹt nên anh ọt ao với lửa. Cái miên mắt xẹp cái ao vậy. Ôi ta, má hả ná. Vô má hả bắt đây ọt phẹt đôi ọt ba ca lại. Nó tiếp. Vậy mà vô tao miên nà ham quạt quạt. Nè, ừ. Nè, 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 nè. Lấy vậy khi nè hồi á nó, khỏi tao máu ăn miên má ăn ao gì. Hãy phép má hãy vô ấy. Phăng nữa cái mình vô bái ấy. Ừ, vô rồi. Người vô bái mà ta được liền tăng. Thôi bái nâng. Bái nâng đang bị vô tờ nào đấy. Bái vô tờ 2 tháng. Ừ, khô vô vậy. Ê, ăn cơm mà ăn bánh mày. Cơm lấy một hộp đi. Này hô bé. Mình thấy vô. Rồi em xí vô.